Là hoành tráng, rất là tuyệt vời. Chơi golf ở trong cái giải mạc này là một cái niềm vinh dự và tự hào, và hôm nay thực sự là một cái cảm xúc dâng trào khi mình được cú hole in one. Mình đã từng sang nước Úc và mình được trải nghiệm của mạc và những cái chương trình rất hay, và mình không bao giờ mình nghĩ đến có những cái cảnh rất bất ngờ. Khi bạn tham gia vào giải Mercedes thì đó là được có sự trân trọng và giải đấu rất uy tín. Xin chào các bạn.